Xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng Anh Kỳ Audio Thì ngày hôm nay thì chắc chắn là kho cửa hàng Anh Kỳ là trắng kho rồi anh em ạ Coi như gần hết sản phẩm luôn Đấy, gần hết luôn tất cả, hầu như tất cả sản phẩm luôn Thì uh, bắt đầu chiều nay bên cửa hàng Anh Kỳ sẽ đưa thêm uh, nhiều lô mới về Đấy, nhiều lô mới về Thì uh, còn một số mặt hàng trong kho Thì uh, nói chung là chủ đạo thì nó chẳng còn cái gì để chủ đạo trong đây cả anh em ạ Thật sự các bác luôn là bình thường như cửa hàng Anh Kỳ là nó rất là nhiều hàng hôm nay hầu như là kho là trắng trắng rỗng luôn đấy trong đó là tất nhiên là angol là vẫn là những dòng lo mà bên cạnh kia là chuyên lắp dàn nên là cái số lượng nó khá là nhiều mà nhưng mà các bác thấy hôm là rất là nhiều đúng không ạ gần 100 cặp lo hai loại mà cứ đi dần dần dưới mòn là cũng hết thì kể cả như xúc lắc thì chiều nay bưu điện thì chắc còn cùng lắm là hai ba quả nó súp là xúc lắc nữa hết thôi thì chúng ta không có dồn dập thì anh em biết rồi xúc lắc là giảm giá như vậy là quá là ngon lành với 3 triệu ba trăm ngàn đồng một quả và Uh, những cặp loa thanh lý thì uh, bắt đầu từ hôm nay là bên em sẽ dọn kho và những thanh lý thanh lý những cặp loa mà ví dụ như nó còn động ví dụ như còn một hai cặp này hay là một hai cõ này anh em thấy ví dụ như đây là súp này em thấy chưa đây súp này để dọn kho để đưa hàng mới về do đêm xak 12 này đấy chưa bác uh, theo đợt thì nói chung bán rất là nhanh nhưng mà khi mà qua cái video á thường thường là video của em á nó có thể là có mấy chục cặp nhưng mà khi qua video rồi thì nó tất nhiên là em cũng không không chuyên tâm vào nó nữa nên là đôi khi anh em có thể lãng quên và làm video này thì những bác nào mà thích những con loa DMX AK12 này Thì các bác cứ liên hệ với cửa hàng anh Kỳ nhé Con này là 10 triệu 500 ngàn đồng Nhưng mà còn hai cặp cuối cùng như thế này thì anh em sẽ được mua được sở ưu đãi hơn Kể ở shop bất cứ dòng loa nào cũng thế anh em nhé Đấy, hầu như trắng kho rồi để uh, um, em sẽ vệ sinh lại một loạt như thế này Chiều nay em sẽ vệ sinh tập trung một loạt, một loạt như thế này Và em sẽ bán thanh lý cho anh em Bán thanh lý cho anh em trên video luôn Đấy, với những dòng loa nó khá là rẻ tiền Chưa các bác Đấy, để chúng ta có thể là chào đón những lô mới về LS thì có những hết rồi em LS thì chắc còn một cặp thôi Hầu như là chống trơn hết Chống trơn chống trọi hết rồi Đấy, Đây là loa LS này Hôm giảm giá là còn có 6 triệu 600 đồng một cặp Là 30 thùng cân các bác nhé Đấy thì hôm nay thì bên em đang đóng hàng đi gửi xe cũng khá là nhiều Cũng như là sub với tất cả mọi thứ để đi hầu như là ngon lành ảnh đào luôn Đấy Đây là những cặp loa thanh lý bị gãy hỏng tép này Có thể là Đấy xong có thể là thanh lý cho các bác Đấy Kể cả như bên ngoài đây hầu như cũng là trắng rồi các bác Đấy đi rất là nhanh luôn mình anh kỳ đi rất nhanh vệ sinh con nào về là hầu như đây là số lo hầu như là những con đấy lb à, hàng đi bến xe xúc điện đấy đi uh, tích à, lo này thì cũng còn một cặp à, một cặp cuối cùng thì cũng là đi luôn hôm nay luôn hết luôn lo xe tô anh em nhé hết lo xe tô thì chúng ta có những mã cao cấp khác hay là những đôi lo một triệu chín đấy thì hết lo sao tô thì chúng ta sẽ đi sang mã khác thì chiều nay bên em sẽ là vừa dọn vừa như là dọn hết chỗ này để mà lên cho anh em những hàng thành lý đấy và những bác nào mà ưng trước mặt hàng nào thì anh em có thể liên hệ có thể liên hệ qua hai số điện thoại bên cửa hàng anh kỳ đấy hai số điện thoại hàng anh kỳ trên uh, uh, trên này anh em nhé hai số điện thoại anh kỳ để góc này anh em ưng mẫu nào thì cứ gọi cho em ví dụ như anh em ưng mẫu này này lo nằm này hay lo full này hay dmx ak 12 này hay xúc hơi kép 30 này đấy hay lo ls này thì chúng ta có thể gọi đến cửa hàng anh kỳ audio các bác nhé hay là những con đấy là B, LB thì nó còn vài con này. Đây con này có 3 triệu 300 ngàn đồng thôi, nó khá là đẹp anh em nhé 3 triệu 300 ngàn đồng mà trong cái đó nó xài tính sò so là nó là 20 sò so là gì. Nhưng anh mà em mày cả lớn hát 16 sò so chính, bảo như là 8 tụ đồng nguồn 246 8 tụ đồng nguồn, nguồn 17, công suất 60 w chuẩn. Như các bác, đấy, xúc lắc thì 3 triệu 3, với con đấy này là cũng 3 triệu 3. Đấy. Ok toàn thể các bác, bác nào thích mặt hàng nào thì cứ liên hệ với cả anh kỳ qua tất cả số điện thoại của kỳ để trên góc màn hình. Đấy, xin chào và hẹn lại các bác những video theo các bác nào thích gì cứ, cứ alo anh em nhé từ uh, giá từ trên một triệu đổ lên chúc mọi người đấy và chúng ta sẽ chuẩn bị một vài hôm tới tháng 7 em sẽ tập trung là dọn kho chỉ riêng tháng 7 này em sẽ tập trung là dọn kho những cái hàng mà là vào là vào là, là, là vật này hay những cái hàng mà nó nó chưa không ở phân lô nữa này hay, hay, những con vang này chúng ta sẽ bán là bán bằng sạch luôn các bác nhé thu gom hết uh, mấy cái hàng thành lý tính nha thành lý rất là nhiều anh em nhé nhìn các bác nhìn như vậy thôi nhưng mà rất là nhiều đấy rất là nhiều luôn đấy cứ lên cho anh em là rất là nhiều ok các bác nhá xin chào và hẹn gặp lại các bác xin chào